Em Di Cá chào tất cả anh em ha. Thì sáng hôm nay em lên tiếp cái clip coi như là máy công cụ điện cầm tay 100V. Máy loại cầm tay loại nhỏ anh em nha. Nó toàn bộ là nó sử dụng điện 100V. Anh em lưu ý giùm em kỹ cái phần điện anh em ha. Và cái hình thức mua bán bên em thì toàn bộ là em bao ship anh em nha. Tất cả các đơn hàng của bên em đưa ra thì em bao ship tất cả 100%. Giá thì em sẽ niêm yết lên trên máy. Mỗi một máy nó sẽ có một cái mã số và một cái giá tiền khác nhau. Anh em vui lòng nhìn kỹ cái mã số và cái giá tiền. Cái giá tiền em in lên trên máy thì coi như là nó đã là bao gồm phí vận chuyển về đến nhà, cũng không có phát sinh gì nữa anh em nha. Và anh em nhìn kỹ cái mã số, sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại bên dưới phần tiêu đề. Rồi nhân viên em sẽ chốt hàng cho anh em theo cái mã số em ghi lên trên máy. Khi chốt xong anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 100k, còn lại sẽ code về đến nhà cho anh em. Khi nhận hàng anh em khui thùng ra kiểm tra đúng với cái số lượng máy mình chọn và cái con máy của mình chọn anh em nha, đếm đủ số lượng máy và máy của mình chọn, sau đó coi như là thanh toán sau cái phần còn lại, thế là xong thôi anh em ha. Anh em lưu ý đặc biệt là coi như là dạo gần đây thì anh em cứ khui thùng ra kiểm tra giúp em nha, cho dù đơn không đồng đi nữa coi như anh em cũng vẫn phải kiểm tra đồng kiểm với lại shipper để coi thử coi như là cái đơn hàng nó có đủ hay là không. Chứ anh em nhận hàng xong rồi anh em kêu thiếu hàng là em không chịu, không chịu trách nhiệm anh em nha, hoàn toàn không chịu luôn á. Anh em phải kiểm tra đúng với coi như là cái số lượng máy anh em đặt. Nhiều anh em đặt 4-5 con, có anh em đặt 1 chục con thì coi như cứ kiểm tra đúng với số lượng sau đó mới thanh toán anh em nha. Đừng thanh toán xong rồi coi như là kêu là thiếu máy là chết em luôn á. Nó là em không biết đường nào em lần luôn. Đấy. Và máy thì coi như là bên em thì bao sóng cho anh em nha. Nói chung là bao sóng là trên video em test như thế nào thì về đến nhà cho anh em cũng chỉ là y vậy luôn anh em á. Cho em là bao motor sóng thôi, không có bao hoàn chỉnh là 100% về nhà là xài luôn. Là có những con về nhà là xài luôn có, nhưng mà những con còn những con mà nẹt lửa than kêu đạn thì anh em về dọn lại giúp em, thì những con đó thì em cũng đưa cái giá thành xuống nhẹ nhàng cho anh em về dọn lại có công hoặc là lấy phụ tùng. Đấy. Còn những con là chạy luôn thì giá nó hơi cao tí xíu anh em ha. Và đặc biệt một cái thôi là chỉ là anh em lưu ý cho em là nó là điện 100V anh em nha. Toàn bộ là 100. Rồi. Bây giờ em sẽ test từng con một anh em xem và tham khảo ha. Ừ, con nào thì alo cho em. Để em chỉnh cam cái. Rồi. Rồi con đầu tiên. Con đầu tiên là con New Strong. Hàng Sinco. Bốn chân của nó thì còn ok anh em ha. Bốn cái chân này còn ok, không bể không vỡ nè. Mà đá thì mất rồi anh em nha. Có viên đá kia rất vượng nè. Gắn vô chưa chị Út? Nãy bị bất hả? Được rồi. Rồi nó chạy êm ru luôn em ha. Thì nó là một bên này thì mất hai con tán luôn nè. Máy thì chạy êm ru luôn. Con này nó 125W. Một xài đá 150. Viên đá này đá 150 x 19 x 12 7 coi có đúng không ta? Đúng rồi, chính xác luôn. 150 x 19 1 x 157. Đây nó có viên đá rời nằm ở ngoài anh em ơi. Đó. Nè, còn rất là mới luôn. Lại kia. Ở đâu ta? Chắc nói chung là cái cốt của nó là đây nó đổi nè anh em nha. Nó đổi là 150 x 19 x 12.7. Thì con này nó cũng vậy luôn. 150 x 19 x 12.7. Đây có bộ tiếng chén đá luôn em ơi. Đây, chắc bỏ vô bên này giờ lột nè. Làm biến bỏ quá anh em ơi. Đấy. Tặng kèm bộ này nữa anh em nha. 541. Rồi mã đầu tiên 541, con này 400k anh em ơi.
Đây. 541 400k đó. Nguyên combo này anh em ơi. Đây. Rồi 541 400 đưa đi. Cái đó để lấy băng kiều dán lại luôn. Hay đem ra cho thầy Tiến ráp vô luôn đi. Đem cho thầy Tiến ráp vô luôn đi cho đỡ nó mất á. Rồi anh này thì vẫn chạy bình thường nè anh em ơi, chạy em ru luôn. Thì nó không có, nó chùi lũi rồi anh em nha. Con này thì nó chùi lũi rồi, nó không còn cái gì hết. Rồi cái này thì nó bị bởi đá luôn nè. Đấy nó bị bởi đá, cái này đầu nó hơi xét, nói chung là nó cũ kỹ nè em ơi. Cái này con tán nó xét nè. Bên này thì ấy, nói chung là nó chỉ còn là nó chạy là ok thôi. Này anh em về dọn lại luôn nhé. 542 42. Rồi con này 300k luôn em nha. Con này 300. Hàng bên em toàn bộ em bao ship rồi anh em nha. Anh em đó, giá là 300k thì về đến nhà chỉ là 300 thôi anh em ơi. Không có thêm một cái chi phí phát sinh nào nữa. Đấy, con này thì nó cũng xài đá 150 nhân 64 nhân 110. Bên này thì nó hơi xấu này nha, cái miếng bảo vệ nè, anh em giờ sắp văng ra luôn. Anh này thì nó là 145W, con này hơi khỏe hơn, con kia nó 145W rồi, 542 300k luôn em nha. Rồi con này. Con này thì cũng mất tán đá luôn. Rồi, công tắc chạy coi như là tự do luôn em ha. Rồi 543 300k luôn em ơi. Chạy em ru luôn, hình như là nó chạy nó cũng hơi yếu anh em nha. Bộ này tầm 425W thôi. Nó mất tem rồi. Công tắc thì đấu trực tiếp luôn em nha. Đấu trực tiếp gắn điện vô phát là chạy luôn. Thì hai bên tán đá thì nó bị mất rồi, thì máy này nó còn hoạt động thôi. Đấy, em bao sắm là như vậy thôi em nha. Còn các chức năng khác còn lại thì anh em về làm lại, dọn lại giúp em. Em không có bao nghiêm chỉnh đâu em ơi, chỉ là bao ship và bao sắm thôi. Rồi 543 300k luôn. Yeah. Anh này hàng của thằng thằng gì electronic gì đây, Madin Gia Băng luôn. Rồi cũng mất hai tán đá luôn, nhưng con này nhìn cái nó xài đá 150 100V 0.2 kW. Rồi sao ta, gắp điện vô thử nó như thế nào. Rồi ok, nó còn sống anh em nha, nhưng mà bên này thấy cái cốt nó hơi đảo nè, cốt bên này hơi đảo nè. Rồi con này 544 rồi 350k bao ship ra đem về dọn nha. Con này nó hơi khỏe nè, nó khỏe hơn mấy con kia. Nó cốt này nó hơi đảo tí xíu, bên này đảo bên này không anh em nha, bên này nó không có đảo, nặng lắm anh em ơi, bao nặng luôn, con này to. Rồi 544 350 luôn. Rồi anh này dây điện bao dài luôn. Chạy im ru luôn em ơi. Hai tán đá còn im nguyên luôn. Công tắc còn luôn. Rồi 545. Mọi hình nó hơi xấu thôi anh em nha. Thì con này thì bị bởi đá thôi. Hai bên tán đá thì vẫn còn bởi đá thôi. Rồi 300k luôn, 545. Anh này dây điện cũng bao dài luôn. Này thì tán đá thì còn hai bên còn. Con này nó là 200W. 200W anh em ơi.
lưới không mẻ không bởi. Tán đá bên đây thì còn, bên đây thì nó còn có con tán này, cái cốt ở trong nè, nó lắc lắc nha. Dạng ra bỏ đá vô anh em ơi. Con này nó 200W, hàng gì á. 546. Rồi con này 450 anh em nha, con này nó hơi to nặng. Rồi 4546. 450k luôn. Anh này cũng mất tán đá luôn à. Con này xài đá 150 luôn, 170W. Bị tét cái chân ngay đây, à, bị tét cái chân này này nè. Mấy con này anh em về độ chế lại giùm em nha. Rồi, 547. 250 luôn em ơi. 250k bao ship luôn em ạ. Đây 547. Rồi. 250 luôn. Con nó bị bởi cái chân. Bị bởi cái chân nặng luôn anh em ơi. Đó, cái chân đó là nặng luôn á. Còn con này thì còn cử nè. 200W. 200W còn cử, hai bên đá còn luôn em ơi. Hai bên đá còn mà điều nó ít, còn ít thôi. Còn gì điện nữa. Rồi dây điện thì cũng bao dài luôn. Nặng lắm anh em ơi. Con này qua tầm một tí luôn. Bao nhiêu tí vậy? Rồi đới không bởi luôn em ơi. Con này đới nó không bởi luôn. Còn 50 tí. Rồi 17kg nè em ơi. Con này nó là 17kg. 548. Xài đá 150 nhân cho 12. Rồi 548 con này 800k anh em ơi. Đới chân còn đầy đủ, cử kiếp còn ok luôn, nắp chụp hai bên. Rồi không bởi đâu anh em ơi. Nặng 17kg. Rồi 548 800k con này luôn. Rồi lưỡi con này thì ok luôn, chắc lừ luôn. Rồi con này Makita lưỡi 136. 549. Rồi 549 500k con này luôn em nha. Makita lưỡi 136 500k. Chạy ok, lưỡi đẹp. Con này thì dây điện ok luôn, dài luôn. Lưỡi hơi mẻ miếng ở đây anh em nha. Đấy. Hơi mẻ ngay góc này đây. Rồi con này 550. ₹450 luôn anh em ạ. 136 Makita luôn em nha, 550. Đây luôn. Rồi anh này Hitachi 136 luôn. Rồi, lưỡi ok luôn em nha. Lưỡi đẹp. Rồi, 551 con này 550 luôn em nha. 551 Hitachi.
lưỡi đẹp. Con này coi như là về xài luôn em nha. Dây điện thì dài nhồng luôn. Rồi 551 550k luôn. Rồi con Hitachi này, bao to H45SA. Không có mũi. Máy hoạt động ok. Không biết nó xài mũi bao nhiêu luôn em nha. Đây H45SA. Nó to, giả mang luôn. Rồi 450k anh em về dọn luôn anh em ạ. 450k còn gì được. Nó bị sụp một miếng ở đây anh em nha. Miếng nhựa không vấn đề hết. Này 552 450k. Rồi con này 553, con này cũng khôn. Điều tóc. Con điều tóc. Makita 505W. Rồi 300k con này luôn em ạ. 553. Nơi cái tét miếng nhựa ở đây em nha. Không có vấn đề gì hết. Rồi 553 300 luôn. Con này 554, con này thì về bỏ lưỡi xài nha em ạ. Đầy đủ phụ kiện nè. Đó là đầy đủ phụ kiện, máy hoạt động ok luôn. 570W. Con này hơi to nha em ạ. 54. Rồi 554 300k luôn em nha. Dây điện ok luôn, 554 300. Bơm giống dứt hết chạy luôn à. Bơm giống dứt hết chạy luôn à. Rồi đầu cổ ra vô bình thường 10 ly. Đó là búa đây nha, còn qua đây thường nè. Rồi con búa 555 200k luôn em ạ. 555 200 luôn. Này là con búa đầu 10 ly anh em nha. Hitachi. Nó thấy công suất ở đâu luôn. 430W. Mắc kia lúc số 1, số 2. Rồi 555, 200k luôn. Rồi con này là con Kontaro. Đầu 8 ly. Này anh em giờ vệ sinh lại cái đầu anh em ha. Đè xuống là chạy chạy vô nè. Dỡ lên chạy ra. Đi xuống chạy vô dở lên là chạy ra anh em nha. Con này thì nó chạy ok luôn, không ngạt lửa luôn. Vệ sinh lại cái đầu thôi. 556. Rồi 556 250 luôn. Bà
bàn tay thép nha. Dám bấm anh em rồi, mời xin lại cái đầu tí xíu anh em nha, em cầm em dám bấm. Đầu kẹp 10 ly 350W, bóng phát cháy tay luôn á. Đây đầu đây, đầu chuyển búa anh em nha. Đó, đè xuống là nó chạy, giữa lên là nó không chạy đâu anh em nha. Đó, đây là đầu búa. Đó, chuyển qua đây là thường nè. Rồi, dây điện nối luôn em ạ. 557. Rồi 557 200 luôn. Rồi, anh mà lắc docker này nó mới vui nè. Đảo chiều đồng hoàng anh em ạ. Điều đảo chiều điều tóc luôn nè. Black Docker hàng của USA. Nó 3A thì nó làm khoảng 200 mấy chục W anh em ơi, 207 á. Đảo chiều điều tóc anh em nha. Rồi 150 luôn em nha, 558 150 luôn. Đây tiếp tục một con nữa nè, đảo chiều điều tóc có búa luôn. Đầu 10 ly. Chức năng búa nó em không thấy nó giọng anh em ha. Đó, còn lại thảo chiều điều tóc thôi. Rồi 150 luôn em ha. Nhắm dây điện nó cứng, thấy dây điện nó cứng anh em không? Dây điện con này nó ngắt à? 600 600 dây 560 560 á. Ờ 560 nhiều nhiều. Rồi 100k con này luôn em không? Anh em về dọn nha, nó đầu dây điện nó cứng ngắt. Chà nhắm. Đây còn sót em này, quay luôn. Rồi 561 300 luôn em ạ. Này thì anh em giờ bỏ đá vô xài em ạ. Này gãy miếng đá nè. Con này thì ok, ngon lành. Xài đá 150 125W. Rồi 561 300k con này luôn. 561 300. Này thì nó mất miếng xốp thôi anh em ạ. Giờ anh em bỏ miếng xốp vô là xài thôi. 100W luôn. Rồi 150k luôn, 562 150 luôn. Này thằng Evandu.
su trên nè em ạ. Hơi xấu. Nhám xoay tròn nặng số 3 100 luôn. Rồi con này nó không có chức năng gì hết anh em ơi. Trăm luôn anh em ơi. 564 trăm luôn. Đó là Ryobi. Còn con này thì điều tóc lại đỡ lưỡi nè, đầy đủ nè. Rưỡi luôn em nha, con này cưa lọc điều tóc đỡ lưỡi đó, 180W. Dễ quá. Rồi con này điều tóc đá lưỡi đầy đủ em ơi. Rồi con này nó là 550W. Cái này cái miếng thay lưỡi nè. Nó không hỏng lên chỗ này cũng chả biết luôn em, giờ dọn lại khúc này nha. Máy thì hoạt động ok luôn á. 66. Rồi 250K anh em ơi. Nó là thằng Boss 550W cơ lọc khỏe, điều tóc đá lưỡi đầy đủ. Con này bị gãy cái tay rồi anh em ơi. Hơi khỏe 550W luôn. Mấy con này bị gãy cái tay đằng sau không còn nữa, giờ giật đi chai luôn. Rồi 100K anh em, về hàng lại cái tay anh em ơi. Đó. Hơi nẹt lưỡi tí xíu. Tay bị gãy rồi anh em ơi. Nè. Hitachi. Dây điện nối mà nối cũng hơi dài á, 567 100 luôn. Con này vệ sinh lại bên trong luôn em nha. Nó hơi kêu kêu một đạn chút xíu. 568. Rồi, dây điện dài luôn, VUB. Nó là 330W. Nam số 8 100 luôn. 150K nhá. Đời cổ này mà. Này của Đức luôn á, đó là 500W. Máy nó còn động điều tóc anh em nha, nhưng mà không có đảo chiều đâu. Dây điện đều có cái dây điện dài thôi. Rồi tay nắm còn luôn. Rồi 250K cho anh em luôn nha. Về dọn lại anh em ơi, cái đầu nó hơi mềm mẻ nhưng mà. 569. Rồi 250 luôn, 569. Massage. Nó có hai tốc anh em nha, tốc nhanh tốc chậm.
mẻ miếng ở đây, lại lợp lại cái miếng này anh em ơi. Anh em giờ lợp lại cái miếng massage, dỡ cái này miếng da ra, lợp lại máy hoạt động ok luôn. Lợp lại cái miếng da anh em ơi, hai tay thôi thì chắc miếng ở đây 570 rồi, 200k luôn anh em ơi, 570. W tháo cái miếng này ra. Rồi chạy ok luôn em ơi. Sốp 90W, hơi chốc chốc mà tên miếng ở đây. Đánh bóng. Không có điều tóc anh em nha. 571. Rồi 250 luôn, 571, 250k luôn. Kêu anh em ạ. Đây là lưỡi 165 Ethicman. Chắc miếng cao su đây. Ở tô kẹp còn đầy đủ. 650W. Rồi 450k anh em ạ. Con này á chắc miếng cao su đây. Hình như còn mới, chạy hơi kêu tí xíu, anh em về dọn lại nha. Lưỡi hợp kim của cắt gỗ. Anh em bỏ cắt sắt vô chơi anh em ạ. 572, 450k luôn. Rồi con này cắt gạch lưỡi 125, 680W của Makita. Răng hợp kim ok luôn em ạ. Răng này không mẻ một răng luôn á nè. Rồi dây điện bao dài máy chạy hoạt động ok luôn. 13. Rồi 250k luôn. 573, 250 luôn em ơi. Con này về xài luôn em nhé. Rồi anh này cắt gỗ Made in Japan 1150W lưỡi 165. Makita 5735 sơi. Dây điện thì có quấn băng keo anh em ạ. Phải. Có. Dây ok luôn á. Hơi đá lửa nhẹ một bên anh em nha. Nó là lưỡi 165, mất cái miếng cạc tre, đèn đuốc thì còn đầy đủ. Đèn đuốc còn đầy đủ. Rồi 300k con này luôn, 574-300 luôn em nha. Đèn đuốc còn đầy đủ. Hàng Made in Japan lưỡi 165 mà 1150W luôn. Rồi mới mất miếng cạc tê rồi anh em ơi, không có miếng cạc tê. 574, 300k luôn. Các cộng điện. Rồi con này lưỡi bao xấu luôn nè. 575.
rồi 150 luôn, máy thì chạy ok mà lưỡi bao 6 luôn. Con này về bỏ lưỡi khác này nha, lưỡi 165 nó là sáu trăm tám mươi watt, lưỡi 165 575 150 luôn. Bao nhiêu con? Mã đầu tiên nhiêu? 41 541 rồi. Con này thì nó lưỡi mòn thôi, không mẻ. Chú coi cái của chú á, coi cái tay của chú á xem. Lưỡi 190 chạy ok luôn, dây điện cũng kháng thiết ok luôn em nha. Này vệ sinh lại bên ngoài là xài thôi, 1050W, lưỡi 190 đối Atimon, dây điện thì cũng ok lắm á. 300k con này nha, 576 300. Cái này cái lưỡi nó bị cong, nó cạ vô cái miếng đó anh em nha, lưỡi bị cong này. Cộng nó cạ vô đây. Rồi, bóp phát im ru luôn. Rồi con này anh em về tháo lưỡi bỏ đi anh em ơi. Con này là con cắt gạch tay phải, 640W, xài lưỡi 80 thôi anh em ơi. Con này nó xài lưỡi 80% gì á, Makita 4100 mã của nó 577. Rồi 250 luôn anh em ơi, 577 250k luôn. Rồi tiếp tục con này là con cắt gạch luôn, Hitachi. Này xài lưỡi 155. Cắt gạch cắt gỗ dựng được anh em nha, còn cắt tay phải luôn. Đó là cắt tay phải luôn. Cắt gạch cắt gỗ dựng được hết. 11.5A là nó 1100W anh em nha. Đây là ống nước cắt gạch rồi, cắt gạch cắt gỗ gì cũng được, dây điện ok luôn. 578. Rồi 57 chiều 2. Chiều 2. Chiều 2 nữa. Cái gì vậy? Tô con đá đấy rồi. Ngoài tô nào? 2 triệu mấy là ngoài tô nào, chiều 2 em? Hả? Sao cơ? Cái gì chiều 2 ơi, tô nó ham ăn làm gì có chiều 2. 578 250 anh em ơi. Đó, giá mình có dán lên cho nó đó. Nó bị mất á, bị mờ á. Tô nó bao mấy ký mà. Chứ thường cái con nhỏ nhỏ. Rồi cái con này. Này lưỡi 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 răng thưa anh em ạ, Makita. Đó, lưỡi 180 900 mấy chục watt á. Rồi là con này nó bị bởi miếng nắp chụp mặt đạn ngay đây. Đó, nó biết nó em không biết là nó bị nó có ảnh hưởng gì đến nó hay là không. Rồi, quan sát luôn em nha. 579. 579 200k luôn con này. Đó, lưỡi 180. Nó bị bởi cái này nè. Biết nó có bị ảnh hưởng gì không thôi. Quan sát luôn em nha. 579 200. Anh em giờ dọn lại nó xuống nha. Rồi tháng
thiết dây ok luôn. 80. Con này lưỡi 160, 670 W, răng hợp kim. Răng đẹp luôn em ạ. Con này răng gãy một cái à. Gãy một cái nè. Hai. Cũng gãy nhiều quá. Rồi, 200k luôn. 580, 200 luôn. Còn đây thì mà vô chứ. Mở 40 con hả? Hơn nữa. Con 40, 41 rồi. Cái này anh em bỏ vô cho nó đúng khớp nè. À, nó lỏng lỏng cái này. Này cũng bào đa năng anh em nha. Đó. Nó lỏng lỏng nè. Dặn cứng cái đây lại nè nha. Bào. Rồi con này. Khi ta chi con này anh em về dọn lại dặn cứng cứng lại anh em ha. Nó đa năng á. Nó có cương lọng rồi với lại trà nhắm rồi tùm lum hết á, nhưng mà thấy bộ nào bán bộ đó luôn em nha. 581 rồi, 250 luôn. Con này em về dọn lại nhá. Rồi con này của Toshiba 900 W. Rồi 582 300k con này luôn. Lam dài 30 900 W. Rồi lam dài 30 582 300. Con Shindawa AM. Con này hơi tàn hơi xấu anh em ạ. Này tàn. Con này nó tàn nó xấu lắm anh em nha. Máy còn chạy á, anh em về dọn lại nha. 580 vô. 3 200k luôn. 583 200. Đấy. Nó tàn nữa anh em ơi. Cái két này miếng nữa nè. Máy thì còn hoạt động thôi. Thì con này anh em về dọn lại AM 9 cho nó 900 W. Rồi 583 200 luôn. Này bán cái chai đi chứ. Cho con vô ảnh cước kìa con. Rồi con vô ảnh cước anh em ơi. Đây nó là 330 W, cắt cỏ bằng cước. Không rách giấy nổi. Rách không nổi anh em ha. Rách không nổi giấy. Vô anh cước. 584. 584. Rồi 200k luôn. 584 200. Rồi năm đưa 5 cục bình. Cuối cùng anh em ơi, hàng bơm nè. Bên này bên Niken anh em nha. Một bên Niken Panasonic. Rồi bốn cục này. Bên Niken nè. Niken không à. Bên xe đạp điện anh em nha. Hồi bữa giờ có một lô cách đây em bán coi như là 2-3 tháng nay rồi. Đúng một bơm, một đơn coi như là bơm giờ. 585. 585. Rồi 200k. Không bao giờ anh em nha. Đó, em chỉ là bán coi như là nó có bình ở trong, em chả biết nó là bình gì luôn. Đó, cho nên là coi như là 200k anh em về coi như là nghiên cứu ha. Anh em đã từng mua qua rồi mà. Em bán cách đây mấy tháng coi như là quá trời nhiều, mấy tạ còn cả tấn á. Còn đúng một bình là một đơn bơm về. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ kết thúc video ở đây. Chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nha. Rồi chào tạm biệt các anh em. Hẹn gặp lại anh em trong buổi chiều ngày hôm nay.